Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào thông báo ghi nhận thêm 11 ca mắc mới COVID-19, trong đó Đà Nẵng 8 ca, Hà Nội 1 ca liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau khi được nhập cảnh. Với các ca mắc mới này, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 962 ca mắc COVID-19, trong đó có 336 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 626 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Riêng số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 486 ca. Ca mắc tại thành phố Hà Nội là bệnh nhân nam giới 30 tuổi, là nhân viên ngân hàng có địa chỉ tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân vừa có chuyến đi Đà Nẵng từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7. Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã lập tức phun khử khuẩn khu vực trọ, rà soát lên danh sách những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này. Hai trường hợp là chủ nhà và mẹ chủ nhà có tiếp xúc với ca nghi nhiễm đã được đưa đi cách ly tập trung. Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp này, CDC Hà Nội tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm và khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các địa bàn có liên quan đến ca dương tính này đang tiếp tục rà soát danh sách những người tiếp xúc để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Vâng, và cũng liên quan đến công tác xét nghiệm những người trở về từ Đà Nẵng từ ngày 15 tháng 7 đến nay, đại diện của CDC Hà Nội đã cho biết là xét nghiệm được khoảng 70%, hầu hết các kết quả đều cho âm tính. Tuy nhiên, hiện đã có tâm lý chủ quan của những người trở về từ thành phố Đà Nẵng và cho rằng họ đã qua 14 ngày là an toàn và tiếp tục không đi xét nghiệm. Và các bạn, trái ngược với tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân, thì ngay từ những ngày đầu tiên dịch COVID-19 bùng phát đợt 2 tại Đà Nẵng, nhiều y bác sĩ từ các bệnh viện tuyến đầu ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng đã có mặt tại Đà Nẵng để tăng cường chống dịch. Và hiện, y bác sĩ từ nhiều địa phương vẫn tiếp tục đi ngược vào tâm dịch Đà Nẵng với tâm thế khi nào Đà Nẵng hết dịch, họ mới trở về. Khi tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng bắt đầu phức tạp, 3 bệnh viện lớn bị phong tỏa, nguồn nhân lực y tế thiếu nghiêm trọng, các đoàn y bác sĩ ở nhiều địa phương trên cả nước đã có mặt tại tâm dịch chỉ sau một vài ngày Đà Nẵng kêu gọi hỗ trợ. Những bác sĩ hàng đầu của Chợ Giấy, Bạch Mai, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, rồi đến 33 y bác sĩ của thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng, 25 y bác sĩ Bình Định cùng nhiều đoàn khác từ Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội liên tục tăng cường vào tâm dịch Đà Nẵng. Số lượng ban đầu Sở Y tế giao là 25 chỉ tiêu cho cả tỉnh, nhưng mà đã lên tới gần 100 chỉ tiêu. Những người được lựa chọn đi ở đây hầu hết là trẻ, khỏe, chưa có gia đình và rất nhiệt huyết với công tác đoàn, thanh niên cũng như là công tác chăm sóc sức khỏe, bảo vệ nhân dân. Đà Nẵng gọi chúng tôi trả lời, hay Đà Nẵng cần chúng tôi sẽ đến, đã trở thành khẩu hiệu lớn của ngành y tế nhiều địa phương khi cử các đoàn công tác đến hỗ trợ Đà Nẵng. Điều đáng nói nhất là tất cả đến tâm dịch Đà Nẵng đều tự nguyện và chấp nhận nguy hiểm vào tuyến đầu để chiến đấu với dịch bệnh. Cũng xác định với cái tinh thần như trước đây và cũng xác định rằng cùng với Đà Nẵng khống chế được dịch, ổn định được dịch thì mới về. Sở Y tế Đà Nẵng thừa nhận sự có mặt của đội ngũ y bác sĩ tăng cường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến điều trị COVID-19 đến hôm nay. Từ khi xuất hiện ca mắc đầu tiên, các bác sĩ từ Chợ Giấy và Bạch Mai đã có mặt. Họ đã làm một khối lượng công việc khổng lồ để xây dựng hai bệnh viện dã chiến Hòa Vang và Phổi với công suất 300 giường bệnh. Trong đó, hình thành các khu hồi sức tích cực cho bệnh nhân nặng trong vài ngày. Họ phụ trách chuyên môn điều trị cho cả hai bệnh viện này, tận tâm, tận lực bằng trách nhiệm y đức cao nhất. Chúng tôi rất là cảm động. Đối với bản thân cán bộ công nhân viên của ngành, thì chúng tôi được cái sự hỗ trợ rất là lớn của các đồng nghiệp từ Bệnh viện Bạch Mai, từ Bệnh viện Chợ Rẫy, từ các cái chuyên gia của Bộ Y tế. Và người ta xem, tôi cảm giác như là người ta xem Đà Nẵng như là quê hương của họ. Và họ làm hết sức để giúp cho chúng tôi. Với một cái cường độ làm việc của họ cũng rất là căng thẳng như chúng tôi. Rất là trân trọng và cảm ơn cái sự chia sẻ, đồng lòng, đoàn kết. Những ngày qua, ở mặt trận điều trị, đội ngũ y bác sĩ tăng cường và nhân lực y tế tại chỗ của Đà Nẵng đã tạo thành một khối thống nhất, làm nên những kỳ tích đầu tiên khi đã chữa khỏi cho 35 bệnh nhân. Trong đó có những bệnh nhân rất nặng, đã có tiến triển tốt. Đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ của các địa phương cũng đã được biên chế vào các lực lượng điều trị tuyến đầu cho bệnh nhân COVID-19. Và họ vẫn đang tận tâm với công việc của mình với lời hứa duy nhất. Bao giờ Đà Nẵng hết dịch, chúng tôi sẽ về. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố Hà Nội vừa đưa ra khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài cộng đồng, hạn chế tập trung đông người không quá 30 người tại nơi công cộng. Ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Thực hiện khai báo y tế theo quy định. Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi, phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Hà Nội cũng yêu cầu dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng và các sự kiện chưa cần thiết. Hạn chế tập trung đông người trong việc hiếu hỉ, dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, không để quán nước vỉa hè hoạt động. Đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách công cộng, lái xe và người trên xe phải đeo khẩu trang, bố trí dung dịch sát khuẩn và thực hiện vệ sinh sát khuẩn tay. Các phương tiện vận chuyển hành khách phải được vệ sinh, khử khuẩn theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phân tích xong mã gen của virus SARS-CoV-2 của các bệnh ở Hải Dương. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương cho biết, kết quả việc giải mã gen từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho thấy rằng virus SARS-CoV-2 ở các ca bệnh tại Hải Dương giống với virus SARS-CoV-2 gây bệnh ở Đà Nẵng. Và bắt đầu từ ngày hôm qua, đêm ngày hôm qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 ở Hải Dương đã họp khẩn trong đêm và nâng mức cảnh báo lên cao hơn một cấp nữa khi các F1 đang nhân lên từng ngày. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết kết quả giải mã gen virus SARS-CoV-2, hai ca bệnh ở Hải Dương cho kết quả giống với virus gây bệnh ở Đà Nẵng. Mẫu bệnh phẩm giải trình tự gen là của bệnh nhân 867, 63 tuổi ở Bình Giang, Hải Dương. Bệnh nhân được xác định là mắc COVID-19 khi lên Hà Nội khám bệnh sau 3 lần xét nghiệm real-time PCR. Mẫu bệnh phẩm được tiến hành phân tích, giải trình tự gen là của bệnh nhân 867, là nam, 63 tuổi ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Trường hợp này được xác định mắc COVID-19 khi đến khám tại một bệnh viện của Hà Nội. Giáo sư Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho biết thêm, chủng virus SARS-CoV-2 gây COVID tại Đà Nẵng thuộc nhóm biến thể D614G chủng G đang gây bệnh ở châu Phi, Bangladesh. Đây là chủng có khả năng cảm nhiễm cao, dẫn tới hệ số lây nhiễm cao. Tại Đà Nẵng là 5-6, một người mắc sẽ lây cho 5 và hoặc 6 người, trong khi giai đoạn trước hệ số này chỉ ở 1,8-2,2. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, dù biến thể virus D614G lây lan nhanh nhưng độc lực không thay đổi. Thưa quý vị, Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung vẫn đang phải đối mặt với những ngày tháng khó khăn nhất trước áp lực của dịch COVID-19. Dự báo số ca tử vong trong những ngày tới có thể sẽ tiếp tục tăng lên, do phần nhiều các ca mắc nguy kịch đều là những người có những bệnh lý nền sẵn. Vâng, và để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Sở Tư pháp Đà Nẵng thì vừa có văn bản hướng dẫn địa phương về xử phạt những hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh ở trên địa bàn. Theo đó, nếu mà đi ra ngoài, tụ tập đông người nơi công cộng mà không thuộc trường hợp khẩn thiết tại Đà Nẵng lúc này có thể bị xử phạt lên đến từ 5 cho đến 10 triệu đồng. Theo đó, đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch bệnh, có thể bị phạt cảnh báo từ phạt tiền từ 100.000 cho đến 300.000 đồng. Đối với hành vi đi ra ngoài tụ tập đông người tại nơi công cộng không thuộc trường hợp thiết yếu, có thể bị xử phạt từ 5 cho đến 10 triệu đồng. Các trường hợp thiết yếu mà người dân được phép ra ngoài là mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. Các trường hợp khẩn như là cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn và làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao. Thưa quý vị, khó khăn nhất lúc này có những ca lây nhiễm trong cộng đồng nên không thể xác định được nguồn lây bệnh nên rất khó để có thể kiểm soát và cách ly. Cách tốt nhất vào thời điểm này là mỗi gia đình cần phải biết cách tự bảo vệ bản thân và cho những thành viên trong gia đình và hạn chế tối đa việc tiếp xúc ngoài cộng đồng. Vâng, và ngoài thành phố Đà Nẵng thì Hà Nội cũng vừa đưa ra nâng mức cảnh báo phòng chống dịch COVID-19, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi mà không cần thiết, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng và đặc biệt là giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Khi ho, sốt hay là thấy khó thở, viêm phổi phải đến ngay các cơ sở y tế. Và đối với những cơ sở kinh doanh thì vẫn được phép hoạt động thì phải thực hiện các biện pháp đảm bảo cho sự an toàn. Trước tình trạng người dân vi phạm quy định về giãn cách xã hội, chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành hướng dẫn về các mức xử phạt hành vi này. Chỉ mua những cái vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết như là thức ăn, thức uống,
hoặc là mua thuốc, mua đồ thôi. Chứ còn bây giờ chị đi ra đây là chị mua những cái này này nó đâu có phải là nhu phẩm thiết yếu đâu. Chỉ vì đi mua đồ dùng học tập cho con, ba người phụ nữ này đã bị lực lượng chức năng phường Hải Châu 2 đưa về phường lập biên bản xử phạt hành chính vì hành vi không tuân thủ quy định giãn cách xã hội. Chỉ tính riêng trong 2 tuần trở lại đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hàng chục trường hợp như thế này với số tiền lên đến gần 200 triệu đồng. Đã xử lý rất nhiều trường hợp lập biên bản xử phạt, trong đó đa phần các lỗi vi phạm là những trường hợp là những cái cửa hàng hoạt động kinh doanh buôn bán những cái mặt hàng nhu yếu phẩm không cần thiết nhưng vẫn lén lút buôn bán và cho người dân đến để thực hiện cái việc giao dịch mua bán. Ngoài ra thì cái lỗi phổ biến thứ hai là những cái lỗi như là người dân tụ tập đông người quá 2 người trở lên. Từ khi thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, Đà Nẵng đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm giãn cách xã hội như đi bộ, đạp xe thể dục, tụ tập đánh bài, ăn nhậu, thậm chí sử dụng chất kích thích. Điều này cho thấy một bộ phận người dân còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Xử lý 20 trường hợp là vi phạm việc giãn cách xã hội. Đó, cùng qua đó thì cũng nhắc nhở hàng trăm trường hợp khác nhằm mục đích để nhân dân hiểu biết hơn với lại để thực hiện cái chủ trương tốt hơn. Đó, thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ là tiếp tục là đẩy mạnh các biện pháp là phòng chống dịch cũng như là ra quân tuyên truyền và xử lý cái trường hợp là vi phạm. Tuyên truyền cái nội dung cho bà con nhân dân nắm rõ được cái nội dung giãn cách xã hội cũng như là chấp hành nghiêm cái chỉ thị 16. Thế và chúng tôi chốt chặn tất cả các tuyến đường chính là không cho người dân là coi như là ra tập coi như là thể dục. Để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng cũng đã có hướng dẫn cho các quận, huyện trên địa bàn về việc hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính đối với người ra đường không cần thiết, trong đó mức phạt cao nhất lên tới 10 triệu đồng cho hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội. Công an thành phố Hải Dương vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 2,7 triệu đồng đối với 9 người đi dự sinh nhật ở quán Thế Giới Bò Tươi số 36 Ngô Quyền nhưng không tự giác khai báo y tế theo thông báo của chính quyền địa phương. Trước đó, vào ngày 31 tháng 7, tại quán Bò Tươi ở số 36 Ngô Quyền, có một nhóm gần 20 người đến từ nhiều phường trên địa bàn thành phố Hải Dương tham gia bữa tiệc sinh nhật. Khi có ca bệnh dương tính với COVID-19 liên quan đến quán ăn này, thành phố Hải Dương đã phát đi thông báo yêu cầu những người tới ăn tại quán tự nguyện khai báo y tế và cách ly nếu cần. Tuy nhiên, chỉ có 4 người trong nhóm dự sinh nhật này đến khai báo y tế. Số người còn lại đã không tuân thủ, trốn khai báo y tế. Sáng ngày 15 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Hải Dương đã đề xuất công an vào cuộc truy tìm các đối tượng liên quan không chịu đi khai báo. Đến chiều ngày 15 tháng 8, công an lập biên bản xử phạt đối với nhóm người trên. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Những ngày này thì phố đi bộ Hồ Gươm ở thủ đô Hà Nội vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khác với cái vẻ đông đúc nhộn nhịp chúng ta thường thấy vào những ngày cuối tuần thì mấy ngày nay, thủ đô Hà Nội, đặc biệt là tại Hồ Gươm đã trở nên vắng vẻ hơn trước rất nhiều. Vì vắng bóng du khách quốc tế một thời gian dài nên tình hình kinh doanh tại khu vực phố cổ trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Dịch bệnh quay trở lại, hàng loạt cửa hàng phải gỡ biển hiệu, trở sang nhượng hoặc là trả lại mặt bằng. Thưa quý vị, những ngày gần đây, Bộ Y tế liên tiếp thông báo các ca mắc mới tăng chóng mặt. Đối mặt với làn sóng Covid thứ hai trở lại, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quán bar, karaoke tiếp tục đóng cửa để ngăn chặn dịch lây lan. Khác với trước đây, tuyến phố đi bộ Hà Nội vào cuối tuần luôn là nơi diễn ra nhiều hoạt động cộng đồng. Nhưng theo quan sát thì tôi thấy lượng người dân đổ ra đường đã ít hơn rất nhiều so với những ngày trước đó. Tuyến phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng, Đinh Lễ, Vườn Hoa Lý Thái Tổ là nơi diễn ra nhiều hoạt động giải trí cuối tuần thì nay lại vắng vẻ như thế này. Bình thường thì bọn em đi thì rất là đông và có nhiều hoạt động. Tuy nhiên là hôm nay thì hầu như chỉ có người tập đi tập thể dục thôi, còn chưa người đi tham quan ít. Cuối tuần thì tôi ra đây chủ yếu là để đi bộ tập thể dục. Trước đây thì cái tuyến phố đi bộ này rất là đông, nhưng mà kể từ khi có dịch bệnh COVID-19 đến bây giờ thì nói chung là tuyến phố đi bộ là tương đối là thưa người hơn, vắng khách hơn. Trong khu phố cổ Hà Nội, dịch vụ khách sạn, ăn uống, làm đẹp, thời trang hướng đến nhóm khách du lịch nước ngoài giờ rơi vào cảnh ế ẩm, điều hưu. Nhiều hộ kinh doanh thua lỗ, không thể trụ thêm phí mặt bằng, nhân viên, điện nước
đã phải trả lại mặt bằng và treo biển sang nhượng hàng loạt như thế này. Do ảnh hưởng đặc biệt là của cái dịch Covid ấy, thì dẫn đến là cái lượng khách du lịch và với lại cái lượng người nước ngoài vào Việt Nam nó rất là ít, dẫn đến là cái việc kinh doanh rất là ảm đạm và đặc biệt thêm một nữa là cái chi phí bỏ ra thì cũng rất là lớn, dẫn đến là chúng tôi cũng rất là khó khăn trong cái việc kinh doanh cửa hàng. Bây giờ nếu mà thuê một cái cửa hàng trong khu phố cổ này cũng phải khoảng 20 đến 25 triệu một tháng. Mà chúng tôi chỉ duy trì được một thời gian thôi, chứ còn thời gian nó cũng dịch nó cũng kéo dài, dẫn đến là khó có thể duy trì được cái công việc kinh doanh. Nhiều quán bar, karaoke đều phải đóng cửa. Một số cửa hàng ăn uống đông người phải ngồi giãn cách để phòng ngừa lây lan dịch Covid-19. Cuộc sống người dân Hà Nội một lần nữa trở lại cảnh chống dịch như chống giặc.